Hello anh em, bữa nay là tôi xin giới thiệu cho anh em thêm một số mod trên game Dynasty Warrior Ultimate Legends. Thì nó có nhiều mod lắm, mà có những mod rất là khó cài cho nên tôi không biết đường cài. Giới thiệu anh em một số mod cơ bản thôi. Anh em nào mà giỏi thì cứ vô cái Discord này nghiên cứu thử, có nhiều cái thú vị lắm. Rồi, ok, bắt đầu. わしも出るぞ。かっこ敵を撃破せよ。Thì cái mod đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với anh em đó là cái mod tăng cái tầm nhìn của nhân vật mình lên ha. Như anh em thấy này, bình thường anh em chơi nó có rộng gì đâu, nhìn nó xa hơn, dễ quan sát hơn đúng không? Ồ, nó quên chỉnh là gì chứ. Đây là món thứ nhất. Còn món thứ hai á là nó cũng đơn giản, nó là hiển thị máu của mấy cái NPC lên tự động. Thường thì lúc vào game đang có là 2G2 thì nó mới hiển thị máu ra, nên không cần, nên vì sẵn hết. Cái mod thứ ba là cái mod nó sẽ bỏ cái chế độ lock on, tức là chế độ khóa mục tiêu, thì mình đánh nó sẽ tự do nhân vật hơn. Nên là cái game này á, nó cái đó nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Khóa mục tiêu nhiều lúc khó chịu lắm, đánh mà nhiều khi có mấy đứa đứng phía sau lưng nó còn chọn mình mà mình không quay mặt là mình đánh được á. Khi mình đánh nhân vật này nè là nó cứ dính vô nhân vật này, chứ nó không cho mình chuyển hướng khác. Mà với cái mod này thì nó cho nó bỏ cái chế độ khóa mục tiêu rồi, mình có thể đánh tự do mọi hướng được. Nhưng như cái này thì đang đánh tôi vẫn quay lại đánh được ha. Nhưng mà nếu mà không ngắt chế độ đó là nó dính tới không quay mọi người. Cái mod tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với anh em là nó cho phép con ngựa mình có thể di chuyển lên cầu thang gì được luôn nè. Chứ bình thường là nó không cho anh em di chuyển cái này nha. Tới đó nó hiện cái dấu chặn lên, nó không cho mình đi. Nó bây giờ leo lên leo xuống bình thường. Điều tiếp đó là ngồi trên ngựa vẫn thể lượm item được. Cái này thì nó tích hợp trong hình như Dynasty Warrior 4 hay là 5 gì đó là nó sẽ có tính năng này. Còn trong cái chiếc 3 thì nó không có cái này. Mình xài mod thì nó sẽ ăn được nè. Đó, ăn ngay trên ngựa luôn. Tiếp đến là mình điều khiển ngựa nó dễ hơn. Đó là cũng là cái mod tiếp theo. Thông thường á, khi mà anh em sử dụng ngựa, cái lúc mà mình chạy nhanh gì nè, lấy đà gì nè, là khi mà dừng lại con ngựa nó sẽ phi thêm một đoạn ngắn để nó trước khi nó dừng lại nữa. Còn cái này thì dừng là dừng luôn à, chứ nó không có bị dừng hợp đó. Mấy cái bản sau thì nó tích hợp gì hết rồi. Đoạn này bị đó này chạy thoải mái nè, dừng là dừng chứ nó không có bị dừng như dưới kia. Tiếp đến nữa là tích hợp cái item màu đỏ ấy, giống như là khi mà mình đi sau con ngựa nó sẽ hiển thị những món đồ đó. Anh em thấy cái ngôi sao ngay trước mặt tôi thì đó chính là con ngựa của mình á. Cái vũ khí lưỡi búa từ mod cho đánh gà cái thì đánh chết luôn. Nhưng mà mod nó mod gì cũng mod lỏng, cái mod xịn người ta mod khác đánh dẫn ra nhưng mà cái điều không ra hết rồi. Này, như ví dụ cho anh em coi. Nó ra hiệu ăn chết ha. Nhưng mà người ta mod á, người ta mod là nó sẽ ra luôn cái lúc mà mình đánh đoàn Trigger tới cuối nè. Đó lúc quơ quơ gì là có hiệu ứng chết luôn nè, nhưng mà của tôi không biết cách làm cho cái đó được. Không biết người ta mod kiểu gì.
Của tôi thì khi cái đòn đập xuống mới có thôi. Này, đập xuống này. Đó, đập xuống rồi mới có hiệu ứng chết. Còn cái lúc mà quơ quơ là không có. Rồi nếu mà mod được cái quơ quơ này chống người ta một cái là mạnh khủng khiếp. Đến cái mod cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu là khá là thú vị. Và cũng khá là gọi là an gian. Không khuyến khích anh em sử dụng nhé. Rồi tôi chạy sao nữa. Chưa, ngửi. Rồi nó được hoài luôn. Đi hết. Đây nè. Khi mà nó hút đầy hút full mana này ha. Đó, hồi máu. Hồi 100 máu. Mình hút thử nữa cái này. Cái này là giống như NPC anh em. Khi mà anh em đánh nó rút máu quá thì nó sẽ hút lên gì nè. Có lúc thì nó hồi máu, lúc nó tăng attack, lúc nó tăng defense. Hồi 200 máu luôn. Phải chưa. Rồi vậy thôi, tôi biết có nhiều đó. Cũng có một cơ số cái kia thì nó không, mấy mod kia thế nó không quan trọng lắm cho nên không cài. Và cũng có thêm một cái số mod cực kỳ hay nữa mà không biết cài. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách thì để làm sao để cài những cái mod đơn giản của cái tập của chỉ 3 Ichimilagan. Thì trước tiên thì chúng ta phải tạo ra một cái nốt pad đây chuột phải ha, anh em tạo ngoài desktop cũng được mà trong đây cũng được. New test document đó. Rồi sau đó em vào cái Discord này. Đây cái này là cái anh em phải copy cái này nè. Như cái này là dành cho bản tập chí 3 gốc ha. Con này là tập chí 3 Ichimilagan. Tôi đang xài Ichimilagan cho nên tôi sẽ copy cái này. Em rename rồi. Sau rename xong anh em copy nguyên cái nồng cục này nè. Anh em bỏ vào cái thư mục cheat ở trên giả lập. Đây. Rồi anh em phát ra. Ở đây thì tôi có sẵn cái này. Sau đó nếu mà muốn cheat cái nào thì mình mở lên. Vào đây kiếm. Thì tôi sẽ thử một cái cho anh em xem. Như cái này đi. Cái mà biến nhân vật mình thành NPC nè. Thì ở trên là một cái, ở trên là cái tên của cái mod ha, còn ở dưới là cái những cái code anh em copy hết luôn. Copy mình dán vào cái nốt mới thì đó gì xong save lại. Sau đó anh em ghi nem đó, đổi tên ha, đổi cái đuôi á thành cái chữ này nè, peanut nè, PNACH nè. Bây giờ tôi quăng cái này ra ngoài cái này cho dễ hiểu. Tôi lấy cái cũ của tôi cắt ra ngoài. Đây. PNACH. Đó. Đây khi mình đổi nó sẽ hiện cái thông báo này, bấm Z. Anh em lưu ý là nếu mà nhiều lúc anh em đổi mà nó không hiện cái chữ đó là không có tác dụng ha. Anh em vô đây nè. Profile, vai. Option. Anh em vô chữ view ha. Anh em vào chữ view ha. Rồi bỏ cái dấu chết ở cái dòng này nè. Đừng có đánh dấu cái dấu cái dòng high attention for no file try này nè. Là được. Là mình phải đổi tên này được. Chỉ đơn giản vậy là xong rồi đó.
Tạo trước tiên là tạo cái notepad, rồi rename lại, đổi luôn cái đuôi lại, rồi vào cái Discord nè, copy một cái dòng code nào đó, pass vào, save lại là xong. Ok, bây giờ đây mở giả lập lên cho anh em coi, test cho anh em coi. Bảy. Nơi lùi lưu bố, bây giờ mình đổi rồi, mình hoạch thử rồi. Sao? Chắc là cũng cầm cái đầu chó đi đánh. Sao đầu biết bóng thú ảnh nha. Đó, trời. Con thú à? Bự, không hợp với tôi với cái body này. Nhỏ con mà cầm cái đầu quá khứ. Anh ơi, bỏ cái mod hiển thị tên trên đầu rồi bây giờ. Tôi không biết nào này nha. Như cái phím chỉnh sai vậy nên nó mất luôn cái nút đó này. Đó, thì cái mullet chẳng như cũ chứ khác thì cái vũ khí thôi. Anh đang ngủ rồi. Ê, máy chứ. Ê kìa, vô tình có hiểm bắt luôn. Rồi thì cơ bản là vậy đó. Thì cuối video tôi sẽ để cái video của cái anh mod bên ngực đó cho anh em xem, nhưng mà lưỡi bố nó mod full cái combo cuối mà có đầy đủ hiệu ứng đét thì nó sẽ như thế nào, như khủng bố như thế nào. Tôi sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em xem thử. Còn bây giờ thì bye bye.